Hello, xin chào cả nhà. Rất vui khi gặp lại cả nhà nha. Lâu rồi làm clip, lên clip YouTube để lâu quá mất tương tác hết cả nhà ơi. Lâu rồi chim cảnh Sài Gòn không có làm clip nói chuyện với mọi người cho nó vui mà mất tương tác hết. Thì sau cái thời gian mà chim cảnh Sài Gòn về nước ha, đi lao động bên Nhật thì về nước thì nay cũng tính ra là 4 năm hơn rồi, hầu như là không có làm lại những cái video nói về cuộc sống bên đất nước Nhật. Còn nhiều kỷ niệm lắm nhưng mà nó cũng có lý do các bạn. Nói chung mình về mình cũng tranh thủ mình đi làm, mình cũng đi đầu tư nhiều nơi. À, tại cũng sợ cái dòng vốn tích góp bên nước ngoài về nó mất á, nó hao hụt á. Mình cũng tranh thủ mình không có đi chơi đâu hết, hầu như là không đi chơi luôn. Chỉ đi chơi gần với những cái lễ dịp thì gia đình đi thôi, chứ còn bình thường mà về mà giống đi Nhật về mà tự bỏ ra một số tiền từ thưởng cho bản thân đi dã ngoại, đi du lịch xa thì hầu như chim cảnh Sài Gòn không sử dụng đến. Thì sau 4 năm mình cũng không có đi làm cho các công ty, thì cũng có rất nhiều công ty mời đi làm, mức lương cũng khá là ok đó, cũng không đi làm, quyết định là ra kinh doanh riêng. Thì như các bạn biết thì hiện tại thì bên chim cảnh Sài Gòn thì vẫn là kinh doanh mặt hàng là chim cảnh, thức ăn rồi các đồ chơi cho chim, nói chung là phục vụ cho giới đam mê chim kiểu vậy. Thì năm nay thì cũng mưa thuận gió hòa thì mình với vợ thì cũng quyết định là xây nhà. Thì đây là cái thành quả ha. Đây. Cái thành quả sau 4 năm mình không có lên sóng nhiều, tập trung công việc tích góp. Thì đây là cái đây, mọi người xem. Đây là thành quả ha. Thành quả sau 4 năm mình cố gắng lao động ha. Thì cũng có vay mượn các bạn, cũng có vay mượn nhưng mà không vay không mượn thì chắc không làm được. Thì đất này thì mình mua ở khu quận 12 nè. Bạn nào khu gần 12 thì mình qua làm hàng xóm nha. Cái này đất này là mình mua năm 2019 các bạn. Đây được 61 mét hơn. Thì mình mua này được 2 năm rưỡi hơn. Thì bây giờ quyền quyết định, hai chồng mình quyết định là xây nhà ở các bạn, xây nhà ở. Với lại mình sẽ có chỗ để mình chứa nhiều hàng hóa hơn. Thì bây giờ hồi xưa giờ cứ đi ở thuê nhà nguyên căn ở các bạn, thì cũng tốn tiền nhiều lắm, tháng mất hai mấy, gần 30 triệu tiền thuê nhà. Nói chung là ở Việt Nam mà mình thuê một căn nhà nguyên căn ở thành phố Hồ Chí Minh như các quận 10, Tân Bình đồ á, thì cái khu mình kinh doanh hiện tại thì đâu đó nó cũng rơi vô là nguyên căn ha, nó cũng rơi vô khoảng hơn 20 triệu các bạn. Một tháng hơn 20 triệu với điện nước, cái nhà hiện tại mình đang thuê ở trên Tân Bình thì nó cũng rơi vô 26 triệu các bạn. Thì bây giờ nếu suy ra tiền yên hiện tại thời điểm bây giờ thì nó cũng mất đâu đó là, để coi, cũng nhiều tiền á chứ, cả tháng lương bên Nhật chứ đâu ít đâu. Đó, rồi ngoài ra còn nhiều chi phí nữa. Nói chung về Việt Nam thì kiếm tiền á thì nó cũng khó, nhưng mà biết cách á, thì nó cũng dễ các bạn. Nói chung mình chịu khó để dành, tích góp thì nó sẽ có thôi. Bữa nay là mình đang bữa trưa thì công nhân bên xây dựng họ nghỉ trưa, họ ăn cơm rồi. Thì bây giờ còn có mình này, nãy ông thầu ông nhờ mình trông coi giùm chút, ông đi ăn cơm các bạn. Đó. Trông coi chút thì lát về mình đòi lương. Mình coi mà, mình khoán, mình thầu, bây giờ mình coi mình phải đòi lương thôi. Nói vui thôi chứ của mình trông. Đây mình đổi camera mình quay cho công nghệ xem cái khu vực Thạnh Xuân này nha. À, cái hẻm này là 6 mét các bạn. Hẻm nhà mình đang là 6 mét nè, phía bên này còn 1 mét hơn nữa nè, nhưng mà nó không có nằm trong giấy tờ ha, có thể là được rộng hơn ha. Còn ngoài kia là cái con đường chính. Đó, thì hồi xưa mình mua thì khu này chưa có nhà đâu các bạn.
Khu này nó còn ruộng không à. Đó. Hồi đó ruộng không các bạn. Hồi đó khu này 10 lô nè. Từ ngoài cái lưới đen đen đó. Để mình zoom lên mọi người xem là đó, cái lưới đen đen đang trồng cây nè. Đó, từ cái nhà màu trắng đó, nhà nó mới xây. Thì vô đây là tổng cộng là 10 lô. Thì bên này còn 1 lô nè, 2 lô, 3 lô chưa xây ha. Thì cái lô này nghe đâu đó là họ đang muốn bán nè. Đó. Họ đang muốn bán cũng 3 tỷ mấy đó mà tiền đầu mua. Thì phía này thì cái đường này đi vô đây thì không phải hẻm cục nha bạn. Nơi kia nó có khúc cua quẹo qua cái khu dân cư phía dưới này. Dưới này họ cũng đang xây nhà rất nhiều. Thì cái diện tích đợt này mình xây thì nó một trệt hai lầu ha. Với được 228 mét tổng thể đó. Thì cái vùng đất ở đây nó khá yếu các bạn. Khá yếu lắm, nó mềm, đất này đất ruộng mà nó mềm lắm cho nên là mình nhờ cái bên công ty thiết kế nhà phố, họ thiết kế cái nhà này á, thì họ tính cho mình là 16 cọc ép này, cọc nhồi á, cọc nhồi sâu 22 mét một cọc này. Thì mình thì cũng thấy xung quanh đây có nhiều nhà người ta cũng ép như vậy, nhưng mà mình muốn nó kiên cố hơn á thì mình chấp nhận mình chơi thêm 4 cọc nữa, là mỗi trụ này thêm 3 cọc thay vì nó 2 cọc thôi. Vậy thêm mỗi trụ giờ là thêm 1 cọc các bạn. Là 4 cọc phát sinh thêm 4 cọc là phát sinh thêm mấy 30 triệu rồi đó. Thì nó cứng cáp hơn. Vậy thì cái móng nhà mình nó là cứng hơn. Từ phía sau này lên đây là 15m3, ngang có 4m thôi, là tổng diện tích sàn dưới này là 61,2 đó các bạn. Nhưng mà lên trên kia 2 tấm với sân thượng nữa thì cũng được 228 mét. Trưa rảnh rồi mình không có gì làm thì mình ngồi mình tâm sự với mọi người cho vui, thì lâu lắm rồi cũng không nói chuyện hen. Tình hình thì mấy năm nay dịch giả nhiều, mấy bạn đi xuất khẩu lao động qua Nhật kiếm tiền cũng khó. Công việc cũng ít, tăng ca được ít các bạn. Các bạn cũng khó nhưng mà cố gắng mọi người ơi, cuộc sống mà. Có lúc này lúc kia ha. Xong có khúc người có lúc, không có phải lúc nào cũng hoàn hảo hết được, lúc trầm lúc bổng. Nhiều khi mình đi kinh doanh cũng vậy các bạn, có lúc thì phất dữ lắm, có lúc thì cũng lỗ banh xác chứ cũng chả sung sướng gì đâu. Nhiều khi mình làm được việc này nhưng mà mình lại mất mát việc khác. Hồi đó đi Nhật về đám bạn của mình chung á, bây giờ hầu như họ cũng quay lại Nhật nhiều. Lâu rồi cũng không liên lạc, cũng 4 năm hơn rồi. Không liên lạc. Thì về ai cũng có gia đình các bạn. Có gia đình rồi con nhỏ. Các bạn biết rồi, gia đình mà có con nhỏ bận bịu lắm. Nó con nít tối nó khóc, ngủ có được đâu. Đó, phần công việc cũng nhiều nữa, hàng hóa rồi các thứ. Cho nên là mình cũng ít lên clip là vậy, mọi người thông cảm nha. Khu đất trống này thấy mấy cái cô trong xóm cũng trồng rau tốt ghê. Mấy bó rau đẹp dễ sợ. Ôi, đất phố mà rau vậy là quá tốt các bạn. Thì thấy cổ mua mấy cái đất phân nè, cái đất phân ngoài cửa hàng trồng cây nè. Bây giờ cô bón. Thấy rau tốt quá. Khu này đầm lầy các bạn. Ruộng á, mạch nước nó nhiều lắm. Bên kia có cái dãy phòng trọ. Đây, vật liệu thì tạm thời để ngoài đường chung với bà con, cũng xin phép làm cho nó xong cái việc. Trưa thợ cũng nghỉ hết rồi. Giờ chờ ông thầu ông quay về cái mình đi kiếm cơm ăn. À, ông về nè. No chưa anh Đất ơi? Rồi hả? Về đến phiên em à. Đó, mới khoe thành quả 4 năm cố gắng làm ở Việt Nam thì mua đất xây nhà, nói chung là cũng có thiếu nợ lại một chút, cũng mượn tiền các bạn, mượn thêm để làm được việc vậy. Thì quanh khu này là Thạnh Xuân nha các bạn. Khu mình mua đất xây nhà đây là khu Thạnh Xuân quận 12. Thì khu này thì nó mới dân cư nó bắt đầu mới đông rồi. Đó, các bạn xem nè, nhà cửa nó đang còn chưa có dày lắm, dân cư cũng còn thưa ha. Bây giờ người ta trong xưởng người ta làm việc, chiều chiều bắt đầu người nó mới xuất hiện nhiều. Đó, thì giờ là 10, 12 giờ.
đường nó cũng rộng các bạn, đường ngoài này tới 12 m, đường hẻm bên nhà mình là hiện tại 6 m, với bên kia 1 m mấy nữa đó, nó còn rơi vô 7 m rưỡi các bạn. Phía kia thì đó các bạn thấy không, phía sau này vườn rau này, cây xanh, cái không khí này nó còn sạch, nó khói bụi, về đây thì nó yên tĩnh. Thì nếu vậy thì khả năng là mình buôn bán trong Tân Bình thì phải đi đi về về rồi. Hồi xưa thì còn thuê cái nhà ở đó làm đó luôn, ở đó làm đó luôn. Bây giờ thì mình chuyển đi thì chắc là chịu khó chạy về sớm chút thôi. Hồi xưa bên Nhật đi làm cũng về sớm mà, 4 giờ nhiều khi làm ca đêm á, về sớm quá trời. Rồi ok, để chào mọi người nha. Chắc đi kiếm cơm ăn rồi. Để công trình làm tới đâu thì mình tiếp tục giới thiệu thêm các bạn ha. Cuộc sống ở Việt Nam sau khi chim cảnh Sài Gòn vắng bóng thời gian khá dài ha. Rồi ok, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo ha. Rồi mình giới thiệu tiếp ha. Cảm ơn, xin chào.